Hello, xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đến với kênh Nguyễn Quỳ Nghèo. Hôm nay đi quay bắt chuột các bạn ơi. Hôm nay tao quay tao thấy cũng đầm nữa nè. Vài máy kia đang cắt ở đây. Máy đang cắt nữa các bạn. Đây này dân ta bắt chuột cũng đông quá. Đây rồi mình lại mình quay cận cảnh các bạn coi kìa. Trời hôm dài quá mưa các bạn. Các bạn nhìn nè. Cắt ruộng cắt rồi mà nhìn nước nè. Mưa mà cả không nổi luôn. Quá đúng rồi. Nên đó kìa, người nào cũng cầm chuột trên các bạn. Quá đông. Quá chuột các bạn ơi, kìa, chạy dưới các bạn nó. Nó chuột kìa. Ở đây này là mấy miếng cuộn đầu tiên. Bởi vì chuột cũng ít các bạn. Trời ở đây quá mưa. Đây là bắt chuột cũng quá đông. Đó ngày đó nè. Thầy hay cái ngày nè. Đây thì trời cũng sạch các bạn thấy trời không? Chỉ kênh mắt hết trơn. Âm u hết trơn. Nãy giờ được mấy con rồi anh? Thank you.
Đây có thấy đồ mùa này thấy có mà ít các bạn. Tại vì các bạn ơi, trước 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 nằm lọt 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 trước trước này nè đây. Cắn chuột xẹp lép luôn. Quá trời chuột rồi các bạn ơi, quá chuột rồi kìa. Thấy không, chuột ghê không? Đánh
Thấy nó chạy ra tao đạp mà đạp hoài không dính. Quá chuột rồi thấy. Quá chuột rồi các bạn. Núp hay quá ha. Lù núp hay thiệt chứ. Nín hay thiệt chứ. Nó kìa kìa, chục bự kìa. Nó. Đến rồi. Nó. Quá hay. Nếu được rắn chuột các bạn. Thấy hàm không? Phải 2 kg rồi đó các bạn. Ồ, đắng quá chuột rồi. Đắng chuột dữ kìa em lo. Kìa đâu đắng kìa. Ghê chưa? Mày nghĩ coi anh em với tao rồi tao cho ai? Không, bắt được chuột rồi nó cành chân canh chị tỷ nữa đó. Ha ha ha.
luôn các bạn. Quá dữ này các bạn. Nhỏ ở đây trong chuột quá siêu đẳng. Bật cái nhắn cho mình cạnh để xem những video tiếp theo của mình nha. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.